Kính chào anh chị em. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm bài tin mừng của Chúa Nhật 12 thường niên B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người." Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe Thánh Marco ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu và các môn đệ đi trên biển hồ và gặp cơn bão lớn trong đêm khuya. Các môn đệ sợ hãi quá chừng, nhưng mà Chúa Giêsu lại vẫn ngủ trên thuyền, ngủ một cách bình an. Vậy chứng tỏ chúng ta thấy là Chúa Giêsu Ngài đã làm việc rất nhiều nên mệt và đã ngủ say, ngủ ngon. Và cái điều đó cũng nói lên là tâm hồn của Chúa Giêsu luôn bình thản, vì Chúa biết không có gì phải sợ. Quyền năng Chúa vừa thắng tất cả, và Chúa biết giờ của Chúa và giờ của các môn đệ chưa đến. Các môn đệ hoảng hốt trong đêm khuya đi trên thuyền nhỏ mà gió bão như thế thì đương nhiên là sợ lắm, sợ chết lắm. Là hoảng hốt là đúng rồi, đó là lẽ thường. Nhưng rõ ràng các môn đệ yếu lòng tin, vì đang có Chúa Giêsu ở cùng. Các ngài đã thấy Chúa làm các phép lạ, đã biết Chúa quyền năng như thế nào, mà vẫn không tin, vẫn không biết Ngài, vẫn không hiểu Ngài. Nên Chúa Giêsu mới nói: "Sao các con nhát thế, các con vẫn chưa có lòng tin sao?" Rõ ràng là các môn đệ chưa có lòng tin và chưa biết Chúa Giêsu là ai. Bởi vì các ông nói: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Lúc bấy giờ các môn đệ cũng còn non yếu lắm, chưa có hiểu Chúa Giêsu là ai, chưa biết Chúa là ai rõ ràng, đức tin còn yếu lắm. Các ngài cần phải được Chúa huấn luyện thêm, cần phải nghe lời Chúa nhiều hơn nữa, và đặc biệt là cần phải trải qua cái cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa, rồi được Chúa Thánh Thần hiện xuống ban sức mạnh cho, soi sáng cho. Khi đó các ngài mới vững vàng, đức tin mới vững vàng, mới hiểu biết Chúa Giêsu, hiểu biết mầu nhiệm cứu độ, mầu nhiệm Chúa Giêsu, và đi rao giảng, đi làm chứng cho Ngài. Chúa Giêsu đã tỏ quyền năng vô biên của Ngài để các môn đệ và cả chúng ta nữa tin vào Ngài. Ngài luôn hiện diện và cứu giúp chúng ta trong những cơn gian nan khốn khó. Hình ảnh các môn đệ và Chúa Giêsu đi trên con thuyền ban đêm bão tố như thế, đó cũng là hình ảnh của Hội Thánh, kính thưa anh chị em. Con thuyền giáo hội cũng đã nhiều lúc gặp phong ba bão táp, nhưng nhờ ơn Chúa, giáo hội đã vượt qua những cơn gian nan, nguy khốn, và đã đứng vững. Và qua câu chuyện này, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng muốn thực hiện cái lời tiên tri trong Thánh Vịnh 106, là Thánh Vịnh đáp ca mà chúng ta đã nghe trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay đó. Có những người vượt biển ngược xuôi nghề thương mại, giữa trùng dương lèo lái con tàu, mắt đã tường việc Chúa làm nên và kỳ công người thực hiện giữa dòng nước lũ. Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp, lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn,
Họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu, lúc nguy hiểm hồn siêu phách lạc. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm bỗng đâu im tiếng. Họ vui sướng vì trời yên bể lặng, và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Xin mẹ Maria, thân cả Giuse chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta có được đức tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu để chúng ta được bình an và chu toàn thánh ý Chúa. Xin cho giáo hội của Chúa được luôn bình an, hiệp nhất, ổn định và phát triển. Amen.